Vừa về ngôi nhà chung sau khi đi chợ, các cô gái đã lên phòng thay đồ để cho tiện việc bếp núc. Khi không có các chàng trai thì các cô gái có khá nhiều chuyện để nói với nhau. Chợ chưa mua dép. Cái này giống như dép quỷ yêu. Gì á, bạn mua cho mình có đôi dép mà bạn đang nghiến mình từ từ lúc ở trên buổi xe. Hơi kỳ luôn, nó hơi dưỡng luôn á. Em thấy có đôi dép màu hồng em. Mày không tặng ai vậy? Để em tặng cho bạn này. Để em tặng cho bạn này. Nhớ mua dép thì trong nhà. Tiếc thì đâu cần em. Có lẽ là ngu đặt rồi. Cái mà cũng cảm ơn người mua đôi dép. Đôi dép đó mang cá em đó. Cảm ơn trời, hồi nãy em ngủ với em sợ làm chết luôn á. Sợ ổng á, tại ổng cứ ngồi xong ổng nói xong ổng cứ kiểu có những hành động tiến sát lại mình á. Kiểu như ai cũng gạ, giống như đẹp trai lắm vậy trời. Chung là em không thích. Nhưng mà kiểu như là tỏ ra mình không thích ổng thì tội ổng quá. Nếu mà thật sự là người để chị ấn tượng mà gọi là mình có cảm mến nhất á, biết là ai không? Em nghĩ là Phúc. Chị sẽ có cảm tình với ông Phúc nhiều hơn. Nói nhiều đúng. Nó đúng rồi, nó nói nhiều nhưng mà nó vui chứ không phải là nói gì đúng không? Kiểu ấy. Câu chuyện về đôi dép mà Trung tặng Tuyết vẫn được tiếp diễn ở dưới bếp. Hey, các bạn gái ơi, vô coi thịt không chín được nè. Thịt không chín hả? Còn phụ gì không? Đặt rau nè, em ăn giày nè, ướt dơ con ơi, để chị đứng đây cũng được. Con chị mang đôi dép của người ta mua cho chị để người ta, chị đứng đây chị lặt rau nè. Thôi hay anh lặt rau với người ta đi để em. Đây, em làm đi. Em ấy cho, em cắt này cho. Anh ơi. Rửa hả? Mỏng như vậy đúng không? Mỏng ngang vậy không? Đi chào. Mỏng bự chị nhé. Anh đụng cái tông dễ sợ luôn. Nhìn nè, trời ơi. Không phải. Tại chị này anh đang rửa chị này, chị nói là chị không nói nhưng chị lườm anh. Chị chỉ cần đứng yên thôi là chị cũng... Chị không làm gì cả luôn á, sao trời ơi, anh làm vậy mang tiếng em chết luôn á. Rồi em có tâm nhất rồi đó. Dạ em cảm ơn. Có cần anh giúp em gì không? Anh giúp anh Phúc đi anh. Thôi anh thích giúp em à, Phúc ra đi em. Để em giúp anh Phúc nha. Con bé này. Vậy thôi em sẽ giúp chị. Nè tại đây có nhiều người xây dòng quá à. Có Như đang làm nè, để anh phụ Như đi để em. Thôi Như có gì đâu phụ, nước mắm này có gì đâu phụ. Gì vậy ta? Như là cầm dấu kỳ quá. Thật tội nghiệp cho Trung, công cuộc hòa nhập với các cô gái quả không dễ dàng chút nào. Mọi người nha. Mời mọi người. Mời, xin mời. Mọi người ăn không phong cách quý tộc gì hết, nhìn gì hết tôi nè. Quý tộc. Khi có mặt thì khó hòa nhập, nhưng khi vắng mặt thì Trung lại là chủ đề bàn tán của các cô gái. Rồi quý tộc đi đâu rồi? Ăn quý tộc. Ăn quý tộc mệt quá chắc vậy rồi. Mọi người kỳ quá à. Anh coi được chương trình, anh coi được khúc này anh khóc quá. Tranh thủ nói xấu đi mọi người. Để lúc mà anh coi lại chương trình anh còn biết người ta nói gì chứ. Anh đi đâu á? Tìm anh Trường. Phải không? Phải anh Trường không? Phải. Em nghiêng nó. Anh đi với ai làm gì? Anh là ai? Đi với ai làm gì? Anh tìm anh Trường hay tìm anh Tháo? Nó chơi cuốn cho anh Trung cái. Tại vì mua có một xíu có đôi dép mà anh Trung nói này nói nọ nói ghê quá à. Anh Trung ăn giùm em miếng nha anh Trung. Em cuốn cho anh nè. Cuốn gì mà tầng râu không có được. Đúng rồi, mình nha lâu. Cuốn này là ăn quý sọc chứ không có phải như cái kia nha. Toàn râu không vậy hả? Cuốn. Bây giờ em cuốn anh ăn không? Thôi cho anh biết thịt nha em. Có thịt ở trong rồi. Dạ, yeah. Cảm ơn em. Thuộc liệu quá. Anh sẽ ăn thịt mới biết có thịt không. Ngon miếng thịt này, miếng thịt là miếng mỡ. Vô bạn ơi. Vô nè, vô anh, vô đi anh, vô đi anh. Vô. Tại vì cuộc tập này hồi nãy là cũng rớt cánh tay của... của Lộc. Rất chung tay của Lộc nó mới mang mùi quý tộc. Mùi mùi từ bển vậy luôn. Anh ăn vô anh ngửi thấy hương vị từ Úc liền á. Không, tự nhiên thấy nguyên nhà hát con sò chứ mà. Wow. Ghê. Tiếp nói chuyện với mọi người đi, em đừng tập trung ăn quá. Nói chuyện với mọi người đi, em ăn dữ quá.
anh ăn đi. Anh quan tâm em hơi quá rồi đó. Bây giờ mình quẳng tô xì đi. Ai thắng mình tìm ra một cặp nha. Sẽ đừng đi ra ngoài dạo chơi sung sướng gì đó. Còn cặp còn lại. Được chưa? Đúng rồi. 1, 2, 3. Hoa hoa. Wow. 1, 2, 3. May bây giờ nghe nè, bây giờ là tụi anh là chủ yếu là mình thắng là để mình được đi chơi với bạn gái hay là mình trốn tránh trách nhiệm rửa chén? Hả? Anh trả lời đi. Anh nghĩ em đã có câu trả lời của riêng mình. Vô. Vô đi các bạn ơi. 1, 2, 3. Vui à? 1, 2, 3. Cái gì vậy? Cũng vui luôn đầu tiên hả? Ừ, chén đi em. Rồi, vô nào, vô nào, vô, vô, vô. 1, 2, 3. Thôi vậy ha. Hay quá. Hai bạn sẽ được... hai bạn may mắn thắng cuộc. Được dạo chơi sung sướng, còn lại 4 tụi tôi làm. Ok, làm luôn nha. Vậy là Phúc sẽ được đi dạo cùng Lan Anh, trong khi các bạn còn lại phải rửa chén và dọn dẹp. Mình mà may là mình là hơn là mình được đi với bạn kia rồi. Bạn tiếp viên của mình. Nè em ơi. Hãy bỏ này cho anh nha, lát anh uống. Để đó anh uống một mình anh. Khói anh chơi một mình anh hả? Anh chơi một mình uống với anh đâu. À, anh biết hả, bạn biết mình uống đúng không? Đúng rồi.